Được không ta? Đây. Hello mọi người ơi, cho mọi người xem cái xứ sở là gọi là cái lễ Noel của xứ sở của Chúa nhé mọi người, nơi sản xuất ra Chúa nhé mọi người. Cái vòng tròn mà to mà xanh đó là có nghĩa là những trong đó có rất nhiều ô, là có những cái ghế để người ta ngồi chơi đấy. Đây, rồi là cái cột xanh này cũng thế, cái cột xanh mình hãy che mất tay. Cái cột xanh thẳng đứng cao này cũng thế, là nó có những cái giống như cái nán ô, rồi ngoài là cái ghế đấy. Thì cái khi mà có người chơi á thì là nó xoay như thế này. Và rất nhiều người được ngồi. Đấy, mà cho đến chứ là thời ngày hôm nay là ngày nghỉ lễ chính thức là ngày 25 nha. Ngày 25 đúng không? Hôm nay là ngày 25 là ngày lễ Noel của xứ người, của nơi sản xuất ra Chúa đấy. Mà đến dư là thời điểm chứ mà vẫn chưa có ai xem. Đấy. Hai cái cột này vẫn là hai cái sân cột này, hai cái cột này và cái vòng quay này là vẫn chưa có ai vô chơi cả. Đấy, mà mấy lần mình đi đấy, mấy lần mình đi thì đi là đi dạo chơi cho vui coi ngó rồi thôi, chứ mình chả hám hổ gì những cái trò này. Đấy, nhưng mà đưa lên đây để cho những cái bọn mà ngạo răng xính đấy. Cứ răng xính không phải là của mình, cây thông Noel cũng không phải của mình, mà cứ chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng Giáng sinh. Trong khi đó là 51 năm trước đấy là đó là hôm nay là ngày giỗ của cha, của mẹ, của ông, của bà đấy. Mà chúng nó không biết, chúng nó sống ảo, sống chảnh chó. Thật rất ghét những cái kẻ như thế này. Đấy. Ngay cái thời điểm này là ngày lễ đang nghỉ nhá, ngày mai cũng nghỉ nhá, mà hiện tại là chỉ mới 17 giờ đang rất là sớm. Đấy, mà thường ngày mà đi mấy bữa trước đi thì chỉ có là những cái bọn trẻ con đang nhỏ 4-5 tuổi đấy, nó thích. Đấy, đến đó là có vui chơi, rồi có cái gì gọi là bắn cung tên, rồi ngồi xe, đua xe, nọ kia. Rất nhiều đồ chơi, các thứ để chơi trong đó, nhưng mà rất là đặc luôn. Một bông ngô nướng đã 5 oi. Đó, vô đó mà chơi là chỉ có lòi mắt ra. Cho nên cái ghế này, những cái vòng quay này đến dư cả ngày mà chưa quay được một vòng nào. Mọi người hiểu chưa? Thì giả như ở cái này á, ở trong này là rất có cái chỗ là ăn uống các thứ này, ăn uống rồi chơi nhởi rồi đua mô tô này nhá. Cái này mình tưởng tượng mà giống như cái này mà được ở Việt Nam á, thì có lẽ là nhiều đứa chảnh chó là nó bán nhà đi đến đó để nó chơi. Nó chơi thì cũng chả có gì là thú vị trong này cả. Chỉ có nhiều cái chỗ chơi là bạn bỏ 1-2 oi vào cái chỗ máy đấy. Rồi là mình quay vòng. Mình quay vòng thì nó trúng được con gọi là con búp bê nào hay là con thú bông nào đó đấy, thì đưa về cho con cho cháu chơi thôi, chứ cũng chả có gì là giá trị. Đây, mà đến giờ mọi người nhìn cho kỹ là cái vòng nó vẫn đang, cái vòng to tròn đó là vẫn đến thời điểm dư vẫn chưa có người để ngồi. Đấy, nếu mà có khoảng 5 người ngồi trong cái vòng này được hàng chục ghế nhá. Đấy, những cái ngắn là vòng ngắn khía đó mà mọi người nhìn thấy đó là cái khía của cái ghế để là người ngồi vào đó rồi là quay. Đấy, nhưng mà đến thời điểm này vẫn chưa có, túi đen ngoài trời là túi đen rồi. Để lại mình tắt điện cho mọi người thấy nhá. Đây. Đó, dư mới bắt đầu cái vòng đứng kia đấy. Cái vòng đứng kia thì dư mới bắt đầu có vòng quay, có người quay. Nhưng mà người quay thì cũng là vài ba đứa trẻ con thôi, chứ chả ai có tiền để mà quay, vì rất là đắt đỏ. Mà kinh tế bây giờ thì đang rất là lạm phát. Và cái quan trọng là người ta không còn mặn mà gì với cái ngày Giáng sinh như thế này nữa. mà nó lại là đổ bộ sáng là cho cái bọn ngáo của Việt Nam đấy. Cứ chúc mừng nhau Giáng sinh như đúng rồi. Trong khi đó thì 51 năm trước á, là những cái ngày này á, là ông bà cha mẹ mình là ốm đầu máu 12 ngày đêm không ăn không ngủ. B52 nó quần cho là 12 ngày đêm không ăn không ngủ, chỉ mà đến dư mà chưa có ai vô lắm mà ta. Đấy. Thì dư á, chưa có ai mình cũng nói. Đấy, ai gặp thích xem thì xem. Đây là cái vòng, cái cột đứng kia là có cái vòng xoáy như cái nắn ố khi này đấy. Thì mới quay được một lần là cả ngày nay. Đấy, và đến... và chào bạn nào đó nha. Và để nếu mà có người quay á, thì nó sẽ quay lên tít trên kia, còn nó sẽ quay lên tít trên cái ngọn đèn trên cùng đó, rồi nó vắng ra mà giống như là cái nán ô, rồi ngoài cái mẫu của nán ô là một cái ghế đấy mọi người, rất nhiều cái ghế đó, nhưng mà vắng tuệ, vắng héo, vắng hắt đấy mọi người thấy chưa. Cái Noel của cái trao Phật Pháp nhá. Hello chị yêu. Thì bức xúc quá em ạ. Cái bọn Việt Nam hắn cứ ranh ngạo rồi là chảnh chòe rồi là cứ tá đấy là chúc mừng Giáng sinh nhá. Giáng sinh chứ của nhà nó mà chúc. Giáng sinh là của cái đào tắc cái tố, đào khát máu chứ có chi mất xúc, có chi mất chúc mừng. Đấy, mà trong khi ở cái nơi mà xứ sở của Chúa đấy, và hơn nữa là cái ông này á, là hiện đang làm trùm ở là Phá Thi Cú đấy, đang làm trùm ở cái giáo hội Kitô giáo nhá, nhưng mà cũng không bày được ai đến đó mà chơi mà ăn mà chơi cả. Bữa đến dư nó thành lập, nó lập từ bữa ngày mùng 10 đến chứ, mà đến dư là hôm nay là rất chính xác là ngày lễ mà nó vắng ngắt như thế. Nếu như mà có người chơi á, thì nó quay lên tên cái đỉnh chóp của cái cột đứng đó, và cái vòng tròn này là nó sẽ tía ra các đủ các màu, rồi nó xoáy là có ghế ngồi đó nha mọi người. Đấy, nó gần nhà mình nên mình quay cho mọi người xem. Chào Đăng Khoa nha. Đấy, làm chi có ai xem nữa, bởi vì chứ á là ở đấy người ta rất là thôi mình nói từ đầu nha. Giả sử như nếu ai mà buộc phải đến đấy đó, như con mình cũng trước đấy 4-5 tuổi mà nó chưa có cái gì mà để mà qua vay nạc hay là cái gì qua Noel cho nó, là nó quấy nó quắt rồi là đứa nó đi chơi ăn hết chỗ nó sang chỗ kia đó. Nhưng mà chứ thì đó là cái trẻ con, còn chứ 18 tuổi rồi thì nó không cần thiết. Nó không cần thiết, vì khi nhỏ thì nó cần vui đấy, cần đến những cái chỗ vui đấy, chứ trong này cũng chả có gì. Và trước đấy những cái hội chợ mà của Noel như thế này là người ta nườm nượp rất đông. Và kể cả ngay dưới chân nhà mình ở thỉnh thoảng ở đâu đó cũng có những cái chợ nhỏ nhỏ cho người ta bán các cái đồ là gọi là về để trang trí Noel đấy đó. Nhưng mà dưới chân nhà mình thì dẹp mười mấy năm nay rồi đó. Và cái chỗ này á, thì rất là rộng mà bao trong rất là đẹp, và rất nhiều hàng ăn các thứ đồ chơi. Nhưng mà đến dư cái vòng quay này là chưa được cái nào. Cả ngày nay mà mình cứ nhìn cửa sổ để xem cái vòng đứng, cái cột đứng á, thì mới được một vòng quay. Nhưng mà chắc chắn là không đủ ghế, không hết ghế đâu nha mọi người. Có khi 3-4 người nó cũng quay để như kiểu là nó lấy cái tinh thần để nó mời, nó kéo gọi đấy, nó mời chào khách đấy. Đấy, chứ còn kia vòng tròn to này là chưa hề quay, cả ngày này chưa được một lần quay. Mà giờ thì 5 giờ rồi, mà lành 6 giờ nơi rồi, mà lành cái thún voi như thế này. Mà đến dư là cái điểm của người vui chơi đấy nha mọi người. Đấy, thì là đáng lẽ ra là cái giờ này là cái vòng này là phải quay tít. Bởi vì là thanh niên nó thường thích cảm giác mạnh với là cái loài chơi chói đấy. Đấy, thế nhưng mà bằng chứng là khi này đến dư là vẫn im lặng đúng không? Vẫn đứng một chỗ đúng không mọi người? Chứ mình nghĩ mà giả sử như ở Việt Nam mà như thế này á, thì cái chỗ này là nó dầm nhau mà chết luôn. Đấy, Cái chỗ này nếu như mà ở Việt Nam là nó chảnh đấy, rồi cứ tá đấy là phải đi chơi Noel nọ kia thì mới chảnh đấy. Chứ nó đâu có biết rằng 51 năm trước là B52 là thả bom tấn, là ôm bà cha mẹ nó phải ôm đầu máu 12 ngày đêm không ngủ, không ăn. Đấy, nhưng mà nói mình quay ra đây để cho mọi người biết rằng, và để cho những cái bọn ngạo cái dân sinh á, cho chúng nó biết rằng là cái Giáng sinh, cái Noel và kể cả cái mùa Giáng sinh đấy, đừng có quê, đừng có chơi kiểu cái quê nữa, là mình không có Giáng sinh. Tổ tiên mình cũng không có, không là đạo Kitô mà cứ chúc mừng nhau Giáng sinh như đúng rồi. Chảnh bóng vừa vừa chứ bóng chí mà bóng lắm như thế. Đấy là một. Mình đọc mà thương trẻ nhỏ thích náo nhiệt phong trào nên a dúa theo tôi chị. Thì chị cũng biết là ở đấy là chỉ có bọn trẻ con là nó thích. Thì bọn trẻ con á, mà nó thích, nó đòi đi thì người lớn cũng phải đưa đi. Nhưng mà ở đấy là giả sử như mình nói ở Việt Nam thì nó ấy em. Chứ còn ở đấy là giống như kiểu là người ta chủ yếu là theo đạo Kitô hết. Cho nên người ta tự giác, người ta đi vui chơi để là góp cái tinh thần cho nhau, ủng hộ cái đồng viên cái tinh thần cho nhau không. Đó, nhưng mà đến khi này đến dư là có 30 phút rồi mà chưa quay. Chỉ cái vòng đứng mới quay được một lần mà không biết là được mấy khách. Đấy, mình không nói là không nói dối nha mọi người. Và nửa trước đấy, cách đấy khoảng 2 năm đấy, là dư không biết cái ông gì đó, ông lên làm trụ trì của cái giáo hội Phá Tích Cú, không biết, mình quên mất tên ông rồi. Đấy, thì trước đấy khi ông chưa lên á, thì người dân ở đấy ai cũng là thích ông lên cả. Đấy, ai cũng cứ mong muốn hy vọng ông lên để rồi mà dẹp cái ổ mòi cái tệ nạn trong cái nhà chữa đấy. Đấy, dẹp mọi cái tệ nạn trong cái nhà chữa của Phá Thi Căng đấy. Đấy, ở đâu đâu cũng có cái nạn là hấp diêm. Đấy, rồi á thì nhưng mà trước khi đó ông chưa lên là trụ trì, thì có nghĩa là cái chức lớn nhất, gọi là cái gì hay cái chức lớn nhất của giáo hội Phật giáo là thượng tòa nè. Thì hỏi nói là cái màn đón rước ông là long trọng đến cỡ nào. Đấy, lính đinh long trọng. Giáo hoàng, đúng rồi. Cảm ơn em nhá, Phật Pháp hay là Đăng Khoa, Phật Pháp là cái khi mà ông chưa lên giáo hoàng á, là về nước mà thăm quê quán á, bởi vì là ông phải ở bên Ý mà. Đấy, nhà thờ lớn nhất Phá Tích Cú là ở bên đó. Thì ông về thăm quê là kể cả cách đây mới cái đầu năm nay ông về, dự đầu mùa hè ông về đấy, người dân người ta cũng đón tiếp thơ ơ mà cảm thấy lạnh đàm cực kỳ luôn, lạnh nhạt cực kỳ luôn. Và nhiều người ta nói thẳng mặt ông rằng là tưởng ông lên, hy vọng ông lên là sẽ dẹp được những cái trò là hấp diêm ở trong đó. Nhưng mà đến chứ đấy mà thời điểm này rồi, 3 năm rồi mà vẫn chưa xoay chuyển, chưa có một cái chí mới cả. Cho nên người ta hà nhiệt trong cái màn đón tiếp không trải thảm đỏ mà cũng không lóng trọng như lần trước nữa. Đấy, mà mọi người có nhớ cái bữa giữa tháng 11 mình xem được một cái đoạn clip là cùng nói về cái ông giáo hoàng này, là ông là có như các nghĩa, có nghĩa là người khắp thế giới là về đó, gọi là những cái bậc giáo hội bên giáo Kitô mà gọi giống như kiểu là cử đại biểu về để là vấn án giáo hoàng hay là cái gì đó mình không biết đó nè. Nhưng mà cái khi mà ông ngồi đó thì một cái ông da trắng đi đâu thì là ôm hôn rất thầm thiết. Đấy, ông ôm hôn rất thầm thiết là cái ông giáo hoàng người Đức nha. Ông ôm hôn rất thầm thiết mà không tỏ vẻ kỳ thị gì hết. Đấy, nhưng đến ông thứ hai là người da màu, không biết người nước nào đấy, thì là ông bình thường, bắt tay cái bình thường chứ không ôm hôn. Đấy, rồi sáng đến người thứ ba là người da đen, tức là đại diện cho cái giáo hội của họ đấy. Thì cái người da đen á, là đình lại là quang tay ôm lấy ông để ôm hôn đấy. Nhưng mà ông ngớ đi, ông không đầu đều. Ông Ngờ ấy, ông thông đồng đều. Rồi đến khi sau đó nữa là những cái người da đỏ da màu khác, ái da trắng là ông ôm hôn, là rất là tỏ vẻ là tôn trọng họ. Nhưng mà những người da màu là ông đặc biệt kỳ thị luôn. Đấy. Rồi đến khi mà ông xuống nói chuyện với khách khứa, với khán giả mà đến dự cái tiệc đó, cái lễ đó, mình không biết là cái lễ gì, thì có một người phụ nữ, có một người phụ nữ ở là người Trung Quốc. Đấy, thì con mình nó, bà nó hỏi tiếng Anh, bà nó hỏi bằng tiếng Anh, thì mình chả biết tiếng Anh tiếng em gì cả. Con mình nó dịch ra, mình hỏi này, ô con ơi, rằng trong cái đoàn ní mà lại có cái chuyện mà ông phủi tay như thế, là cái đó cái ba người châu người Trung Quốc mới hỏi, chắc là hỏi đến cái vấn đề mà làm dùng tình dục trong các nhà thờ đấy, cho nên là ông hất tay đi, ông cái ba đó thì đang biểu cái tay ông để giữ lại để hỏi, mà ông mở ra thì ông hất tay, ông số cái rất là mạnh luôn, rất là thô bạo luôn, chứ không phải là rất mạnh nữa. Đây, thì cái thái độ đó cái thái độ của một giáo hoàng mà ở cái xứ sở của họ như thế, trong khi đó là trăm ngàn ông kính là chĩa vào con người ông. Đấy, mà ông hành xử như thế thì cái bọn mà Mỹ Mạo chứ cái bọn mà Kitô mau như Việt Nam thì là xoắn địch làm gì mà cứ chúc mừng Giáng sinh. Thật. Nó chỉ có chúng mày là cái lũ mòi rờ thôi. Đấy, rất tiếc là bữa đó là tao quên đưa cái clip nữa về đi, đưa ra mà chia sẻ cho bay thì cái đó bay mới biết. Những cái bọn ngáo mà Noel đấy thì mới biết rằng là cái thân phận của chúng mày là cũng là Kitô mau, nghe chưa? Như bác Quế thì nói là Mỹ mau, chứ còn mà nói về Giáng sinh thì là gọi là Kitô mau, cho nên không bao giờ được chúng nó trong vòng đâu, mà chỉ là lợi dụng chúng mày như một con thí tốt thôi. Đấy, để làm bàn đạp mà để đông hóa thôi. Đó, gọi là cái mưu đồ mà nói để đông hóa Việt Nam thì chúng nó chưa bao giờ từ bỏ. Đấy, đến cho dù biết rằng là đưa tôn giáo vào trường học là vi phạm luật của nhà nước, vi phạm pháp luật của nhà nước, nhưng mà các trường học chúng nó vẫn lợi dụng, gọi là như cái chân sói đấy mọi người, chúng nó lén lỏi khắp nơi. Đấy, lợi dụng vào trường học để tranh thủ là gọi là lợi dụng cái quà, thì trong đó thì cũng chỉ có là vài ba thánh sô-cô-la chứ chả có cái quái gì cả. Đó, nhưng mà trẻ con nó thích, nhưng mà quá cái gọi quá 3-4 kia sô-cô-la đó là chúng nó đang truyền tải một cái thông điệp. Đó, chúng nó đang truyền tải một cái thông điệp là chỉ có Kitô mới có những cái như thế này, mới có những cái quà như thế này. Đó, cho nên là chúng tao đi vào tuyên truyền mày là ru quyến mày bằng con đường giả dày. Đấy, thì mình nói bằng cái cách này. Thì hôm trước là có cái cánh Nam Nguyễn mà bà nó hỏi mình, mà mình thì bấm nhiều quá rồi mỏi tay, mà ngón tay mình thì bị gút, mình lười, mình không bấm nữa, mình không trả lời 2-3 lần rồi thôi, chứ mình không trả lời nữa. Vì bạn này bạn cứ nói cú nhăng, bạn không hiểu. Đấy, thì mình nói là mình đưa cái tính là nói rằng là trong trường học là không được lợi dụng trường học, bất kỳ đạo nào cũng không được đưa vào trường học. Đó, cho dù dưới bất kỳ hình thức nào, tặng quà hay là cái gì đó. Thì bà ấy hỏi mình rằng là thì bằng chứng là tuyên truyền là truyền đơn, tuyên truyền ở đâu? Rồi thì cái gì? Họ chỉ cho kèo thôi, chứ cho kèo thì là trẻ con có quyền nhận chứ có cái gì đâu. Rồi mình nói là đó là con đường đi quá giả dày nhánh nhất đấy. Thì bà ấy hỏi là tại sao lại phải đi quá con đường giả dày để là tuyên truyền đạo cho họ. Mà để tuyên truyền đạo rồi làm chi cho tốn kém. Đấy. Thì bà nó hỏi những cái ngu ngơ quá. Thì mình nói rằng là giả sử như trước đấy khi thằng Mỹ đến Việt Nam đấy là cái vùng mà Sài Gòn chiếm đóng á, ở đằng ngoài Sài Gòn thì nó phát cho bom cho đạn. Đấy, nó đưa bom đạn, đưa kèo đồng đến, nó phát cho dân. Còn mà như ở Sài Gòn đấy thì có chúng nó quay chỉ gọi là chỉ là diện để quay thôi. Thì có cái thằng lính là cầm một túi kẹo rồi là đi là phát cho trẻ con. Đấy là có nghĩa là để mà quay lấy cái đoàn video đó để nói với những hội hiệp hội nhân quyền rằng, hoặc là nói về thế giới rằng là chúng tôi rất là thương người dân Việt Nam và chỉ muốn đưa họ ra khỏi cái ách đô hộ của cộng sản đấy. Đấy, đó là cái đoàn chiến tranh tâm lý, và là cái đường đó là cái đường mà đi qua dạ dày để đến đâu đấy. Người ta thường là đi quá đâu rồi mới đến dạ dày, nhà Nam Nguyễn. Đấy, nếu như đường chính là người ta dùng cái đầu để nói chuyện với nhau. Và dùng cái đầu để suy nghĩ, đồng quan điểm thì ok, ủng hộ nhau. Thì là khi đó mới xuống dạ dày. Đó, còn những cái bọn đó thì chúng nó là đi từ dạ dày lên trên đầu. Đấy, cho nên bao nhiêu lính ngụy nha, vũ khí là tối tấn là trang bị từ gót chân đến răng, nhưng là cắt viện đờ đi một cái là giống như Nguyễn Văn Thiều nói đó, là không cần mà là 3 năm 3 tháng, mà cũng không cần 3 ngày, chỉ cần là cắt viện đờ 3 tiếng đồng hồ là dính độc lập không còn ai. Đó là cái đường mà gọi là múa chuộc hay là yếu nước hay là lối kéo bằng cái đường dạ dày đó. Chứ nó có đâu có cái lý tưởng như người cộng sản. Đó, nhìn đói nhìn khát, kể cả tuyệt thực. Đấy, cho nên là đừng có là chào Tuấn Nguyễn Văn, chào Cương Văn nha, chào Thanh Loan, chào em yêu, chào tất cả mọi người. Thì đấy, khi này đến dư là gần tiếng đồng hồ rồi, mà cái chỗ đứng đó, cái cọc đứng đó là mới được quay 2 lần, lần thứ 2 đó nha mọi người. Đó, cái cọc đứng mà phía bên trái màn hình mình đó. Còn mà cái chỗ vòng tròn á, là khi đến như gần tiếng đồng hồ mà chưa có ai quay. Mà kể cả ngày nay cũng chưa có một vòng quay nào. Đấy, bằng chứng nha mọi người. Chứ còn ở đấy mình không nói sai, người ta không còn mặn mà chi nữa hết. Mà cách đây cái năm 19 đấy, cái năm 2019 là cái thời đó là cái ông người Đức đấy là gọi là có hy vọng là được lên giáo hoàng. Đấy, thì đúng cái vào cái dịp tháng 10 đấy, tháng 10 của năm 2019 là mình xem được, mình lướt mạng mà mình xem được một cái đoạn video, trời đất ơi, thần kinh khủng luôn. Đúng là phục cho ai mà không thấy mà tin. Công an đấy, công an của giờ là nước Ý là quật dưới cái nền nhà thờ của Vatican đấy. Mà những cái bao rác, mà bao rác cái loài to như cái cánh cửa luôn. Những cái bao rác mà 2 mét dài đấy, với 1 mét ngang, mọi người hiểu không? 2 mét dài, được gọi là 1m8 chứ không phải 2 mét, mà 1m8 dài, với 1 mét ngang là mà họ khai quật, họ lối dưới cái hầm của cái nền nhà Vatican đấy, mà không biết cỡ man nào là xương người. Ai không biết thì đúng là không biết căm thù thật. Ai không biết thì vẫn nghĩ rằng đó là đường, là mật. Đó, chứ không có chí là cái là đặng cả. Thì bao nhiêu là đi nào cứ người mà không biết nó trốn ở đâu đấy, nó hỏa táng ở đâu, nó táng ở đâu rồi, chứ con về đó là toàn là xương trắng tính không. Đấy, mình không nói sai một lời nhé mọi người. Cứ bao rác mà cứ chuyển, cứ công án mà cứ chuyển dưới hầm lên. Đấy, báo nào báo nấy ra đây chất ngất xương người. Mà trong khi đó trước cửa nhà thơ đấy là người thì khóc tìm vợ, biểu tình, họ biểu tình đấy. Cái đoàn video họ phát lên đấy, công an họ phát lên, thì người dân họ người ta biết tin là chồng thì đến tìm vợ, cha thì đến tìm con, mẹ cũng đến tìm con, ba đến tìm cháu. Biểu tình trước cái cửa nhà thơ Ý rất là đông luôn. Đấy, và cái dịp đó là tháng 10 rồi, thì mình nghĩ rằng là sau đó chắc là mình cũng đưa cái clip đó về rồi. nói được một hai bữa đó, đưa lên quảng cáo được một hai bữa gì đó, thì là sau này thì mình nói rằng là chắc chắn là họ chơi cho quá Noel đã, rồi là để cho bà con ăn Noel cho xong xuôi đã, rồi là chắc chắn là sáng năm là họ sẽ trưng cái vụ ní ra. Đấy, cái vụ ní là không phải nói là hàng ngàn người mà hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người, là trong cái số xương đó thì phải đến là hàng trăm ngàn người mọi người ạ. Kinh khủng chưa? Đấy, mà chẳng hay rằng là đến khi là Noel xong rồi, sáng năm xong rồi mà mình chờ mãi mà không thấy. Mình chờ mãi coi thử họ chính quyền họ có đưa lên mà không thấy. Đó, rồi cuối cùng là cái lịch mình đưa về nó cũng mất luôn. Đó, thì có nghĩa là Phá Tích Cú đã can thiệp và gỡ cái lịch đó xuống. Đó mọi người nè. Kinh khủng chứ nè. Đấy, cho nên á, cái bọn này không phải là cái bọn tử tế chứ cả. Cho nên đừng có dùng cái từ Giáng sinh mà nhà tôi đây có đào đâu, nhà mình đây có đào đâu. Đào chỉ là theo đạo Phật. Nhưng mà thằng em chẳng chỗ này chúc kỳ mua Giáng sinh vui vẻ. Mình đi trên mạng, lượt trên mạng mà bữa nay chưa ốm, mình mệt. Lượt trên mạng mà thấy đứa mố mà cái chúc mừng Giáng sinh lên mình nhảy vô mình chơi. Đó, mà cái mố mà chỉ là mình ẩn hết. Chào Đoàn Ngân nha. Đấy, cho nên không biết gì về cái nguồn gốc của cái cây thông là chết tiệt kia đấy. Cái cây thông mà gọi là cho đẻ kia đấy. Thì im mồm đừng có nói. Đấy, chưa hiểu cái gì đến cột đến ngọn thì đừng có nói. Đừng có ốm khúc rửa mà chảy. Nhà tôi nói với mọi người này, có ai mà tôi cất đến nỗi mà tôi trả lời thằng em nữa tôi chị không nhận. Như mọi bữa thì nó nói là chị không nhận, chứ bên thì nói là không nhận. Nhà tao không có cái cây thông cây thông cho đẻ này. Đấy, cây thông cho đẻ này không phải là tổ tiên của tao. Cất đến cái mức như thế đấy. Con đang liver hả cô ơi, chúc cô buổi tối vui vẻ nha. Ừ, cảm ơn con là cô cố tình liver tối để cho mọi người thấy được cái chợ lễ Noel này, cái chợ Noel gần nhà cô đang quay đấy. Đó, không hề cái nơi là đẻ ra chủ đó. Đó, mà không hề ai đến. Cái đến dư là cái chỗ cốc đứng đó là mới được có hai vòng quay. Và cái vòng tròn thì mình là thấy đủ điện rồi nhưng mà chưa được vòng nào. Đó, mà dưới đó cũng rất nhiều đồ chơi các thứ nha. Đấy, nhưng mà vắng ngắt, không có ai quay. Chỉ có là mấy đứa trẻ con thì đến thì là cha buộc đòi nó đòi thì cha mẹ phải đưa đi. Rồi cũng mua cho cái kẹo hoặc cái gì ăn đó rồi về. Chứ còn lên đó quay để ủng hộ cái tinh thần như hẳn là không. Đó, dư mới được thắng lần thứ hai, cái cọc đứng kia đó dư mới được quay lần thứ hai. Mọi người có thấy không? Dư mới quay nó phạt, nó tản ra như cái nán ố đấy. Rồi ngoài cái chọt vọt nán ố là cái ghế thì dư nắng xoay đó. Thì xoáy thì cũng xoáy thế để lấy không khí thôi, chứ máy thì cũng được 3-4 người, dám 7 người là nhiều chứ không ngồi được hết ghế. Đấy, chứ mà tưởng tượng mà cái này mà ở Việt Nam thì có lẽ chúng nó chảnh ra, chúng nó chơi cho là coi như là dầm nhau mà chết. Đó nè, dầm nhau mà chết luôn. Cảnh mô mưa đẹp với cô. Là cái chợ vài nạc, có cái chợ Noel đấy con. Cái chợ mà người ta gọi là tổ chức ăn uống, trong này có ăn uống đấy, có đồ chơi đấy, đua xe rồi là câu cá nó kia đấy, bắn cung rồi có hồi mã chứ có âm phủ địa phủ đấy. Đấy, rồi có những nhiều cái máy thì đồ chơi đấy, bỏ vào 1 đồng 2 đồng thì mình mà khéo tay thì mình cắt được cái giấy nữa thì mình thắng được một con thú nhồi bóng đấy. Đấy, thế nhưng mà vắng ngắt. Đấy, cái này như là cả tiếng đồng hồ rồi. Đó, mà cái vòng tròn to nữa là chưa quay được vòng nào. chứ có người để mà quay. Mà cái cột đứng thì dư mà được lần thứ hai thì máy ra thì cả hai lần thì được khoảng 5-7 người. Đó là quay lấy khí thế thôi. Chứ thứ nhất là kinh tế là xuống cấp là một. Rồi thứ hai nữa là người ta không mặn mà gì với những cái trò Giáng sinh này nữa cả. Người ta không mặn mà gì với cái chuyện là chùa hay là nhà thờ chứ nữa hết. Đấy, rò răng rang đó nha mọi người. Chứ mà giả mà Việt Nam mà như này á, thì có lẽ là dầm nhau mà chết luôn. Tránh nhau đây dầm nhau mà chết luôn. Còn dưới này trời rất là rộng và là có rất là cái trò là đua mô tô đấy, có ngôi mô tô nhỏ nhỏ đấy, giống như kiểu là đồ chơi đấy, là cứ lái đây lươn đi lươn lại dưới á. Đấy, thế nhưng mà thất thu. Đấy, hôm nay là cái ngày đỉnh điểm đấy. Đáng lẽ là phải là mấy cái vòng nữa với cái cột nữa là phải quay tít mu mu kìa. Đằng này là tiếng đồng hồ rồi mà quay được có 2 lần. Đấy. Cho nên bên này cũng rất nhiều là nhà thờ bỏ không. Nào là nhà thờ bỏ không, rồi cái thì sáng tên được thì sáng tên cho chùa, rồi cái thì là sáng tên cho thuê làm tập kiếm đấy, làm kiếm hoặc là làm các cái cửa hàng bán hàng đây, làm đồ ăn. Bỏ nhà thờ bỏ không là nhiều lắm luôn. Đấy. Đó, bên này thì khu nhà ở thôi chứ không có gì. Còn ở đấy là cái chợ của những người ta, như những năm ngoái á, là cái chợ này là đống lắm này. Đó, mà dưới chân nhà mình á thì không có đồ chơi, cũng có cái chợ của bán đồ Noel để cho người dân về trang trí rồi đi thăm thú cho vui thôi chứ. Không có kiểu cho sầm uất đấy mọi người. Nhưng mà hơn 10 năm nay rồi không có, đâu khoảng 13-14 năm nữa thì không có, dẹp luôn rồi. Càng ngày càng téo cơ. Đấy, chứ đừng nói rằng là thì téo cơ ở chỗ này thì nó mới là gọi là đổ bộ sang Việt Nam đấy. Và nhất á, mình nói thì ở đấy mình cũng nói luôn, mình khi rằng mình kể trong cái kênh của Ngọc Tiến Trần rồi. Đó, là Ngọc Tiến Trần cũng phản bác mình là tại là chỉ là vui chơi thôi, chứ tại sao lại thích, với hơn nữa tại sao lại phải thù hận lâu như thế. Đó, rồi nhiều người nói rằng là lâu rồi, chiến tranh là lui xa rồi, đừng có thù hận mà buông bỏ để cho nhẹ lòng. Thì mình xin kể một cái đoạn lý là trường hợp của con mình. Thì con mình cái năm học lớp 11 là được nhà trường tổ chức cho đi thua là 2 tuần ở Pháp. Đấy, mà thằng Pháp lại chúng biên giới với nhà mình ở đây. Đấy, thằng Pháp là chúng biên giới với nhà mình ở đấy, thì trong cái đó là từ cái khi mà có cái chương trình đi á, là đi nghỉ hè đấy, thì là từ đầu ra đến Tết, ra Tết cái là có chương trình đi nghỉ hè rồi. Đấy, để cha mẹ đóng tiền. Thế nhưng mà học sinh là hầu hết là đòi đi nước khác, đòi nhà trường phải đổi đi nước khác. Chứ đi Ý là đi Pháp là bọn này nó không thích. Đấy. Thì đến khi là nhà trường này không, chúng mày không đi Pháp thì thôi, chứ không đi không đi đâu nữa cả. Vì đó là cái chương trình của nhà trường phân bổ. Thì ở đấy mình cũng nói luôn là nhiều người nói rằng là cái gì nhà nước đã gọi là hòa hợp hòa giải và bỏ hận thù rồi là giao thương. Mình hiểu, chứ không phải là mình không hiểu, mà cũng không phải dạy mình những cái đó. Mà mình hiểu nói rằng là như cái trẻ em ở người Đức đấy, thì trước đấy là nước Đức và Pháp có chiến tranh là xâm lấn biên giới đâu khoảng gần 300 năm rồi nha mọi người. Gần 300 năm rồi chứ không phải là 15 năm tứ đến trừ nha mọi người. Đấy, mà con cả cái lớp học của con mình nó quyết không đi, nhà trường không đổi thì nó ở nhà. Đến khi hỏi căng mãi rồi là đến khi hè rồi là cũng không quán triệt được để mà đi. Thì nhà trường mới hỏi này rửa thì lý do gì? Này đi sang Pháp, Pháp là kẻ thù. Đấy, dù Pháp dư đã là bắt tay nhau rồi hòa hợp với nhau từ lâu rồi, nhưng Pháp là kẻ thù và mãi mãi vĩnh viễn không đưa tiền đến để làm giàu cho Pháp. Đó là lời của đứa trẻ con đấy. Đấy, mình nói ra thế này để không gây hận thù, cũng có nghĩa là không nuôi hận thù. Nhưng mà vui thì vừa thôi, chứ đừng có vui quá mà lỗ. Đấy, mà mất cái lòng từ tôn, mà rơi rớt hết cái lòng từ tôn của dân tộc. Đấy, đứa trẻ con mà 11, lớp 11 mà nó như thế đó, thắng thắng nhất quyết là không đi. Không được đi đó thì tao tự đi một mình. Và cuối cùng là cả lớp bỏ. Đấy, thì nó nói rằng á, là cho dù rằng những cái ăn uống, những cái sinh hoạt, những cái chi tiêu mình sáng đó du lịch, thì tức là mình cũng đóng góp thêm cái phần làm giàu cho đất nước hắn. Đó, mà trong khi người Đức người ta khá là thống thoáng, người ta khá là thân thiện, người ta khá là buông bỏ. Đấy, nhưng mà đã kẻ thù một lần á, thì không bao giờ mà ngoái cổ trở lại. Rứa mà những nhiều người là ở Việt Nam là có tuổi rồi đó. Con khuyên mình rằng là thôi bỏ qua chiến tranh lâu rồi thì dư dân tộc hòa hợp. Mình nói hòa hợp chứ không phải hòa tan. Đó, và lòng từ tốn dân tộc ở đâu? Mà lại thấy cây thống Noel là mắt cứ tợn á. Đấy, rồi là đào thì không nói rồi, chứ không đào cũng cứ là làm cái hình cây thống để chúc mừng Giáng sinh vui vẻ nọ kia. Đấy, thì 51 năm trước á, là cùng cái mùa Giáng sinh này mà ông bà cha mẹ bấy là ngồi hầm là nín thở đấy, suốt 12 ngày đêm. Đấy, cứ 12 ngày đêm mà cứ một lần á, là 28 chiếc máy bay B-52. Cứ một tốp là 28 chiếc B-52, mà một B-52 là chở được 30 tấn bom. Mà ra nó phân phát cho Hà Nội, kể nhà túi Hà Tĩnh cũng bị ảnh hưởng. Đấy, kinh khủng chưa? Mà chứ 51 năm sau, người đứa trẻ con thì là 300 năm rồi nó cũng không quên. Đấy. 300 năm rồi nó cũng không quên. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì coi như là vô đầu vui đâu là chầu đấy. Mình nói thật sự rất là bức xúc. Mà trong khi đó 12 ngày đêm là cái thằng tướng mà cử cái tốp máy bay B-52 mà đi ra Hà Nội để thả bom á, thì nói rằng là đi ra Hà Nội lần này là các anh đi lần này là chỉ là đi chơi du lịch, rồi ra là đưa Hà Nội về đồ đá. Mà Hà Nội ngày đó là xây đồ rồi rất là đẹp. Đấy, nó ra nó nói là sán phẳng Hà Nội. Đấy, 28 tốp đầu này, 28 cái B-52 này á, thì là có nghĩa là không cần đến tốp thứ hai. Hắn nói chỉ cần một tốp B-52 mà 28 chiếc như thế này, với một chiếc là 30 tấn bom, thì nó săn bằng cả Hà Nội. Đấy, thì rồi về đấy là Chúa sẽ thưởng cho các anh. Đấy, chứ không ngờ là coi như là chuyến đầu tiên là B-52 đã bị quân Bắc Việt là chọc rớt như sung. Rồi một đêm mà là có cái đêm là một đêm mà rùng đến 34 chiếc. Đó, nói như bác Hồ nói rằng là rồi B-52 sẽ ra Hà Nội, các anh nghiên cứu để ra chuẩn bị. Và nó chỉ chịu thua trên bầu Hà Nội. Thì đúng là cái khí mà một đêm mà rượt 34 chiếc B-52 rồi thì khi đó chúng nó mới chịu thua. Kinh khủng chứ nè. 12 ngày đêm quân thảo suốt 12 ngày đêm mà một chiếc B-52 á, là 4 chiếc là hai bên và một chiếc trước một chiếc sau là để bảo vệ cái B-52 nha mọi người. Thì tức là 6 chiếc bay kèm theo một chiếc B-52 đó cũng là đầy bom luôn. vừa là làm cho cái chi sống hay. Giả sử cái chi mới quên mất rồi nè. Nó đi là nó bảo vệ cho B52 và làm cho nhiều sóng đấy, để là ra đá của ta không bắt được. Đấy, để ra đá của ta ở dưới mặt đất là không bắt được, để không đánh được B52, mà trong khi đó B52 vẫn rớt rùng như sung. Kinh khủng chứ ạ. Thì dưa nó quân thảo đến 30 là 12 ngày để mà bắt đầu từ ngày 18. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 là nó đã bắt đầu quân thảo, là ra đổ bom, ra phân phát, ra đưa bom ra là phát qua Giáng sinh cho người dân Hà Nội rồi. Đó, ông bà nhà nó ngày đó là nín thở, ngồi dưới hầm nín thở. Nhưng mà chứ thì chúng nó thấy cây thống đấy là biểu hiện của chết chóc, chứ đâu có phải là biểu hiện của hòa bình. Cái lá cờ đỏ sao vàng mới là cái là biểu tượng của hòa bình, của tự do, của độc lập. Chứ còn cái thống Noel là biểu tượng của chết chóc, có gì hay. Nó đâu có xuất phát từ xứ sở chúng mày mà chúc mừng nhau Giáng sinh vui vẻ, rồi là mùa Giáng sinh an lành, như nói như đúng rồi. Đấy, ngu hơn Nguyễn mà cứ nói như đúng rồi. Cái lòng từ tốn dân tộc của chúng mày bị chó gầm đi rồi. Đấy, cái vòng tròn nói cái này đến dư mà cái vòng tròn đó vẫn chưa quay được một vòng nào. Có nghĩa là chưa có ai ngồi lên đó cả. Rồi cái vật cột đứng kia đó là khi này mọi người theo dõi là cũng chưa có một cái vòng nào lên nữa, đúng không? Mà có đâu khoảng 3 đến 40 ghế này. Đó. Nhưng mà chỉ được 4 ghế, 5 ghế nó cùng quay. Đấy, chờ một lúc mà không có ai nữa là nó cùng quay. Nhưng mà khi này đến dư cả tiếng đồng hồ rồi mới quay được 2 lần. Đó, và khi này lần cuối cùng đấy là cũng khá lâu rồi mà đến dư vẫn chưa có quay tiếp, chưa quay lên tiếp, thì có nghĩa là chưa có ai quay. Chứ còn mà như mà Việt Nam như thế này thì đứng xếp hàng rong rắn. Đấy, là vì cái thứ trò chảnh ấy. Cái dân Việt Nam là ghét nhất, cái tội dân Việt Nam là cái tội chảnh, cứ thích là tá đấy. Đấy, phải ngồi lên đó thì nó mới sáng. Mình không hề là nói như thế này thì mọi người mà nghĩ không ra, thì ai mà mới nghe lần đầu thì tưởng là mình là cái gì giống như kiểu là ghé ăn tức ở. Nhưng mà không phải nha mọi người, không phải. Mà mình nói rằng là chơi cho đúng. À, dư mới sang được lần thứ 3 này. Đó, cái cột đứng đó là dư mới lên được lần thứ 3 nè. Cả ngày này. Đấy. Như Việt Nam thì cái cột kia làm răng mà có lửa thời gian để được 1 phút mà nghỉ, đúng không mọi người? Đó là, mà cái vòng tròn kia thì chưa được một lần nào. Đó, cho nên mình nói để mọi người biết á, là đừng có học theo mà cũng đừng có đúa đòi, mà nên biết. Và dân tộc mình là gì? Trời đất là ở trên là ông trời ông chia cả rồi. Từng vùng, vùng thì da đỏ, vùng da trắng, vùng da đen, vùng da vàng. Đấy, là mỗi vùng là mỗi xứ cả rồi. Cho nên là của người ta thì đừng là lấy làm của mình. Mà cái cây thông Noel kia là cái cây thông của biểu tượng của chết chóc, chứ không phải là biểu tượng của hòa bình hay là của sum họp đâu. Đấy, hiểu cho đúng đi rồi hằng chơi nha mọi người. Đó, mình nói đấy không phải là nói các bạn đang xem đây, mà mai mốt sẽ có nhiều người vô xem, mà biết đâu là những cái đứa mà như cái thằng Nam Nguyễn đấy, như cái kênh Nam Nguyễn đấy, nó cứ thắc mắc rằng là nói rằng là mình là gọi là như mình là không nghĩ thoáng ra đấy. Không nghĩ thoáng ra chứ giờ phải quên hận thù nọ kia. Đấy, quên hận thù thì quên là quên, nhưng mà hòa hợp chứ không phải là hòa tan. Mà quên là quên để đó, để tiến tới mà làm ăn. Chứ tao cũng không lui, tôi cũng không lui nha Nam Nguyễn, không hề lui. Đó nè, nhưng mà cái gì cần nhớ là phải nhớ. Đó, cái gì không phải là của mình thì đừng có nhào vô rồi vui đầu châu đấy. từ những biển mình thành cái nùn rơm thì rất là ngu dốt. Đấy. Nói lại thì đứa con của mình là lớp 11 thì là nó 17 tuổi. 16 tuổi. Đấy. Mà nó đã biết gọi là cái lòng từ tốn dân tộc. Đứa trẻ con nó biết cái lòng từ tốn dân tộc như thế. Mà cái chiến tranh là cách đây đã 300 năm rồi. Đấy, 300 năm rồi chứ không phải là 51 năm như Việt Nam. Mà như mình 51 năm như Việt Nam mà giờ đã đòi là cứ trấu hỏa bùn. Mà trong khi người ta là 300 năm rồi mà người ta mà chiến tranh chỉ nhỏ thôi. Gọi là như kiểu là Việt Nam về tao là sống lẫn biên giới thôi mọi người. Chứ không phải như thằng Mỹ đâu. Chứ không phải là nặng nề như thằng Mỹ đâu. Mà chỉ có phọt phẹt nơi biên giới thôi mà nó như thế đó. Cái lòng từ tốn dân tộc của chúng nó như thế đó. Đấy, còn người Việt Nam mình thì nhiều ông nhiều bà. Đấy. Là đưa cái Giáng sinh ra để mà làm trò vui ra để mà thậm chí con là đi chụp ở đâu về. Đi chụp ở đâu về để đưa lên mà làm chảnh nhờ kia. Lố bịch quá mọi người ạ. Thật. Lố bịch quá mà quế quá. Đó là mình đừng thêm mà là 5 giờ, khi này là 5 giờ 1 tiếng đồng hồ rồi. Hơn tiếng đồng hồ rồi. Mình phải đừng thêm 30 phút nữa nhá mọi người. Lại cái giờ này là cái giờ mà người ta cơm nước xong xuôi từ lâu rồi. Cái giờ này phải là cái giờ đỉnh điểm của cái đêm để đi đêm tối đi chơi đấy. Đó. Giờ này là giờ đỉnh điểm đấy. Mà đến giờ vẫn chưa có ai. Coi như là không ăn thua. Đó. Trong khi cái nơi giờ quê hương bản quán của Chúa thì người ta không còn mặn mà, không thiệt tha chi với Chúa này hết trơn. Đấy, thì Việt Nam thì lại là alo số vô như đúng rồi. Đây, nếu như là cái ngày này mà nếu như cách đấy khoảng 12, 13 năm á, thì cái chỗ này cũng đống nghẹt người mọi người này. Đống nghẹt thì cũng không nghẹt lắm đâu, nhưng mà cũng là rất là nhiều người vô xem, vô chơi. Đấy. Nhưng mà đến trưa á, thì coi như là vắng như chùa Ba Đánh luôn rồi. Đấy, mình không nói điếu một chút nào nha mọi người. Đấy. Ở đấy thì mình nói rằng là có những người á, cứ lấy cái ống giáo hoàng kia mà làm thần tượng. Tôi thì cũng chẳng muốn nói nè. Bởi vì nói rồi nhiều khi mình nói thì cán cổ mình, nhưng mà người ta chắc gì người ta đã hiểu. Đó. Mà khi mà đã hiểu á, thì người ta đã không làm những cái như thế rồi. Cho nên là thôi thì ai thích sao thì kể người ta, mình không nói, mình chỉ nói chung chung để cho ai mà biết mà ấy á, để cho ai mà biết mà thì để mà tránh thôi. Đấy, chứ ở kia trước đấy như cái thằng Nam Lun đấy, tức là thằng Linh Mục đấy, thằng Cầu Nam đấy, thằng Nam Linh Cầu đấy, hắn nói nhà chùa là nhà chữa. Đây, thì giờ bản thân hắn là nhà chữa, thì hắn lấy im lặng. Đây, thì hắn lừa được con gà múa thì hắn lừa, hắn là con cáo thì hắn lừa được con gà múa thì lừa. Đấy. Thôi thì mình định không nói, nhưng mà chứ mình cũng nói này. Mình nói thế này, là có cái cánh thêm mó doản đấy. Trước đấy là bữa đấy là cũng đưa cái cánh... Là đưa cái thống lên thì cũng là vui đón Giáng sinh rồi nó thế trái là thể hiện đấy. Đấy, thì cái đó là cái sở thích của bạn thì mình kể bạn, nhưng mà mình chỉ bỏ trong cái bài của bạn rằng là 51 cứ thấy cái cây Noel này là tôi cứ nghĩ đến là đấy là mùa rủ chúng của dân tộc tôi, của người dân Hà Nội. Rồi là làm theo kèm theo cái ảnh là máy bay B-52 đang bỏ bom. Đấy, rất là nhiều bom. Đó, thì nhiều người ta nhìn vô cái là người ta biết rằng là cái hình ảnh cây thống của mình là mình mà dùng cái hình ảnh cây thống để chơi, đó là cái hình ảnh lố bịch và quả là quế đồ, vì nó không phải là của mình, chứ chưa nói là kẻ thù của cha ông mình. Đấy. Thế nhưng mà đến khi mình có thấy cái hình ảnh của là cái ông giáo hoàng kia đứng chụp ảnh với hai con gái của Thầy Mo Doãn, không biết là hai con gái có phải hay không của Thầy Mo Doãn hay không thì mình không biết, mà mình cũng được lúc nói thì mình cũng xin lỗi bạn rằng là mình không phải là ngứa mồm nha, mình không phải là ngứa mồm, mà cũng không phải là ăn nó rồi thừa hơi, mà có nghĩa là bạn nên tìm hiểu. Bạn đừng có xem lão già đó là thần tượng. Đấy, đừng xem lão già đó là một cái vật quý báu gì hết á, mà chỉ ngang hàng và thậm chí còn tệ hơn cả chúng ta. Đấy, không biết bạn gặp nó ở nơi nào mà bạn để cho hai đứa con gái vô chụp ảnh với hắn. Đấy, thì mình nhắc nhở với bạn rằng bạn nên cẩn thận. Bạn nên cẩn thận về hai đứa cho hai đứa con gái của bạn. Kẻo rồi là nó oán cả đời bạn đấy. Không có cơ hội mà sửa lại đâu. Thầy Mo Doãn à. Đấy, làm con người là phải có bản lĩnh, phải vận dụng cái đầu để mà suy nghĩ, tìm hiểu rằng ai là tốt, ai là xấu, tổ chức nào tốt, tổ chức nào xấu. Đấy, giáo hội nào tốt, ai là tốt. Ông này lên ông đã dẹp được cái gì chưa? Đấy, ông đã làm được cái gì cho giáo hội chưa? Đấy. Cho nên đừng có lấy cái hình tượng đó để làm cái hình tượng là tốt để cho con mình là nói theo hay là ngưỡng mộ. Hay là ngưỡng mộ một cái hầm hấp diêm như thế, chuyến hấp diêm trẻ con như thế thì đúng là một sai lầm lớn. Đấy, nói cho mà biết nha. Đấy, con làm đến đâu đó là quyền của bạn. Rồi mãi bạn đưa cái thống tranh anh lên đến mạng thì cũng là chuyện của bạn. Chứ tôi cũng chả hề hận chi hết á. Mà chỉ lo là cho hai đứa con gái của bạn mà thôi. Đấy, cái khi người ta đã bỏ đi rồi, người ta đã chán chê mà người ta cảm thấy không có gì mà đem lại cái lợi ích nữa đấy. Đúng là không có, nhiều người nói rằng là không có đem lại một cái lợi ích chi cả. Mà tuần nào cũng phải đến. Tuần nào cũng phải nộp tiền. Tuần nào cũng phải trích 10%. Rồi tuần nào được chủ nhật á, người ta đi làm ở đấy, người ta đi làm đã áp lực rồi. Thì được ngày chủ nhật là phải nghỉ ngơi, sum họp cha con vợ chồng. Đó, đằng này là phải đến, mà không đến á là vì nhắc nhở. Đấy. Mà đừng ăn nó không phải là giống như là chỉ trong 64 tỉnh thành của Việt Nam thì không biết là có bao nhiêu dân tộc, nhưng mà mình biết là rất là nhiều. Đó, nhưng mà chưa có một cái đạo nào mà nó trớ trẽn, mà nó trớ trẽn, mà nó bẩn thỉu, lại vừa ác ôn mà vừa là trái lì như cái Kitô giáo. Đấy, ăn rồi là toàn là đi gõ cửa từng nhà, chứ nó không như đạo Phật. Nó không lành mạnh như đạo Phật, mà là như đạo Phật thì là coi như để ai đến thì đến. Ai theo đạo thì theo, ai đi khi nào thì đi, là coi như quyền tự do của người ta, không lôi kéo. Chứ con đấy là ăn rồi là đi gõ cửa, rồi là gõ cửa từng nhà. Mà cái khí mà đã mở cửa cho hắn rồi thì hắn đứng cho cả buổi thuyết giáo. Hôm trước mình gặp một cái ông người Việt Nam đi phát cái tờ rơi là tổ dự lễ Noel, mình này không. Nói tại sao thì không, chứ đi bên là Chúa đem đến cho bình an hạnh phúc nọ kia như thế. Đấy, ông ấy nói vào đâu khoảng 3 phút thì nói một leo, mình không biết bỏ mồm vào lúc nào. Mình là thôi, mình ra tay, mình là thôi, chứ lẽ thứ nhất là em đang vội, nhưng mà cũng muốn nói với anh một đôi lời là anh nói anh cùng người Việt Nam, tôi cùng người Việt Nam, mà anh nói rằng là theo Chúa mới được bình an đấy, Chúa phù trì nọ kia, thì tôi nói thật với anh á, ba cái đinh mà Chúa không nhổ được thì làm cái gì cho ai? Và tập đứng toàn nắng mà không nhổ được ba cái đinh thì làm cái quái gì? Phải hơn nữa là đạo của nhà tôi là đạo từ bi, đạo của Đức Phật, không thích sạch xanh. Đó, cho nên là thấy cái đạo sạch xanh Kitô là tôi chạy mất dép rồi. Đó, cuối cùng ông ấy nói trời ơi, rồi là nhìn tụi mình là coi như cục đuôi là chạy đi chứ biết nói gì. Đó, nó sẵn nó không cho mình đi nữa đó. Nó dư lại để nó nói. Kính khủng, nó múa chuộc mà kiểu là nó tuyên truyền. Mà như Việt Nam á, là bất chấp là vô cả trường học, mặc dù là trái pháp luật, nó vẫn vô tận trường học để phát quà cho trẻ con. Đó là tránh thủ để tuyên truyền đấy mọi người. Đấy, chứ nó không rảnh, nó cũng không giữ hới, mà nó cũng không đủ là thừa thải cái tình thương dạt dào để mà thương trẻ con đến cái mức là như thế. Mà đó là để tuyên truyền. Đấy, để lối kéo, chứ không tử tế gì chúng nó đâu. Đấy, dư mấy cái cọc kia mới lên được vòng thứ tứ nè. Cọc kia dư mới lên được lần thứ tứ là cả ngày đó mọi người. Lần thứ tư thì cứ cho là 5 người đi, bởi vì mình thấy có lần là 5 người, 4 người nó cũng quay. Một tốp 4 người vô rồi mà không chờ một lúc mà không có ai nữa là nó cũng quay. Đó. Nó quay để nó khiếu tinh thần đấy mọi người. Thấy chứ nào. Đấy là nói bằng có chứng, có sách, nói có sách mạch, có chứng nha mọi người. Rõ ràng đó luôn. Đó, còn cái vòng tròn đó thì vẫn nằm yên từ khi đầu đến dư. Hơn tiếng đồng hồ rồi mà cả ngày nữa rồi, chứ tiếng đồng hồ đấy là ở trong quay trong clip. Đúng mọi người nè. Ô là trời. Gậm dỡ mày mỏi tay rồi mọi người. Còn là thôi nha mọi người ơi, mình chào mọi người nhá. Mình gọi là kết thúc clip tay đấy là vì đừng mỏi chân mà cũng dỡ mày mỏi tay. Đấy, có nghĩa là không ăn thua. Đấy, người ta vừa ní là nhà thơ là để cho cóc cho nhái ở hết rồi. Đấy mọi người ạ. Đó, cho coi Noel của xứ người đó cho biết. Đấy, cả ngày rồi mà giữa ngày lề đó, mà cái giờ này là giờ vàng đấy, giờ ăn nhởi đấy, mà mới chỉ được có 4 lần quay. Còn cái vòng tròn bên kia thì không có chớ được lần nào. Đó, mà vòng quay này cũng không đủ ghế mà mọi người này, không phải là cứ chơi cho đủ ghế mới quay, hết ghế mới quay, mà được 4-5 người nó cũng quay. Đấy, chứ không phải là chơi cho đủ ghế mới quay mà. Yêu xuống rồi đấy nè. Mà đã hơn 6 giờ rồi. Đấy, thì có nghĩa mà chứ cái giờ này cho đến tối nữa là cũng ăn thua nữa. Vì càng tối thì càng ấm đầu thì càng lành, thì họ mới hãy đi sớm để mà về cho sớm khỏi lành. Thì còn cái giờ thời gian tháng 6 này nữa thì chắc là càng ít. Trước đấy đã ít thì dư lại càng ít thêm. Đấy. Rồi, thôi mình chào mọi người nha. Chúc mọi người chuẩn bị đón một năm mới là dương lịch vui vẻ, khỏe mạnh là được, cho mình không chúc Giáng sinh nha mọi người. Mình không có Giáng sinh, cho nên mình không chúc Giáng sinh. Đấy rồi, chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhá. Mình mỏi tay quá, mình kết thúc đây.